thoại cho ta hai cái bánh nhiệt lộn. Cút lộn là con cút ngay trước khi hồi náo là nó lộn mái vòng rồi, chờ mới náo. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Vi ngày hôm nay. Ngày hôm nay Vi sẽ giới thiệu cho mọi người một địa điểm rất là nổi tiếng với người dân Đà Nẵng, nhưng mà có thể nó còn xa lạ với rất là nhiều người. Đó là chợ trời Tăng Bạch Hổ và khu ẩm thực của Đà Nẵng. Đây là khu vực chợ trời, nơi bày bán những đồ dùng mà có thể nói là rất là đa dạng. Đồ mới có, đồ cũ có, đồ dùng được có, đồ chưa dùng được cũng có, nói chung rất là nhiều. Cho nên á, là ai mà muốn tìm hàng độc lạ thì cứ đến đây nghe, ở đường Trần Khế Xương. Người ta bán ở ngoài vỉa hè á, cho nên mới gọi là chợ trời. Các bạn đến đây có thể gửi xe máy rồi sau đó là đi bộ dọc là có thể mua được rất là nhiều thứ luôn. Đi dạo một vòng rồi bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính, đó là Vi sẽ dẫn mấy bạn tới con đường bún mắm. Đây là quán bún mắm nổi tiếng ở đường Trần Khế Xương, quán Tâm. Nói mà tới bún mắm là phải tới cái đường này nè, cả một con đường là bán đồ ăn luôn. Trời, ít thôi. Chút sợi cay. Chút thôi. Con xương nó vừa cay á. Này là bún mắm tơ mui. Nên tới này, tới đây ăn thử bún mắm nha. Bún mắm cô Tâm. Những cái đồ mà để trên bàn nè mọi người, thì cái nào mình ăn thì mình mới trả tiền, còn không ăn thì nó vẫn còn nguyên nha. Mình thích cái tay heo như thế này nè, ăn nó giòn. Đúng là cái nem 7.000 lá, 3.000 nem. Mẹ ơi, ừ? Em có bự rồi. Ngon. Linh đang ăn gì đó? Uống gì đó? Hết ngọt. Tuyệt vời không? Chứ Linh không ăn, chứ Linh không ăn bún mắm hả? Tại vì ăn bún mắm xong á là cái miệng sẽ có mùi mắm, cho nên người ta đề phòng. Ví dụ như ai mà đi hẹn hò rồi á, người ta sợ hôi mắm cho nên sẽ cho hai cái kẹo ăn nè. Wow, đổ hết rồi. Con lượm cái nó đi con, con lượm nó cho cô nó đi. Con lượm cái gói nó, riêng chạy qua lượm cái gói nó kìa. Riêng giúp bà lượm đồ nè. Riêng giỏi ghê á. Trần Khế Xương. Ừ. Chất khúc lậu xào me, quán kinh. Quán kinh. Có nhiều người biết lắm. Hình như là đa số khách du lịch ai mà tới đây người ta cũng tới chỗ này để ăn. Đây cũng là khách du lịch đây. Khách du lịch từ Đài Lộc. Vô quán của cô Tâm kìa. Chị ơi cho em hỏi là chị khách du lịch từ đâu tới đó? Dạ em ở Quảng Nam. Quảng Nam đó. Ở Quảng Nam hả? Ở Quảng Nam ra chị ra bằng phương tiện gì? Ở Quảng Nam mà đi Quá Giòn nữa. Quá Giòn à? Mà ra mình ở đâu? Ở cá gặp đâu ở đó. anh ở đâu chứ anh? Anh ở đâu anh tới đi. Anh ở đâu tới đây? Món đầu tiên cút lộn xào me ăn với bánh mì. Rồi xin mời. Xin mời. Dứt thôi. Ở vô miệng lắm. Ừ.
ngon. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn với Vi. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Cút lộn là con cút này trước khi hồi náo là nó lộn mái vòng rồi cho hồi mới náo. Chua chua ngọt ngọt. Cái này chấm với bánh mì nè. Chấm với bánh mì à. Cái bà cô này nãy giờ bà lượng mấy vậy? Khách quen, khách quen. Có khi bà còn một bữa trái cây ở nhà nữa. Mà là chip chip hấp nè. Chip hấp. Chip gì? Ai muốn chi vậy thì nghe. Chip chip mầm non. Chip chip còn ngon. Ừ, còn bé. Mầm non. Nước chồi. Dạ không, con không ơi. Đây là đậu trưởng, đậu chống thiêu. Cho nên là mỗi lần ăn là rất là tập trung. Trà tắc ra nhuyễn là lạ đi ta. Ờ, không có bận bận gì á. Ờ. Coi thử. Ờ. Ủa hả? Ta. Nước mi như là tắc giảm đó gì á. Ta. 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 Ừ. Cũng ngon nha. Thôi. Dạ. Mới được số nào? Mới con từ. Tờ mua trúng. Giờ thì nói cái trời dịch của thằng trúng tờ trúng. Tờ mua trúng là con mua. Cái nào cũng được, nói ra tờ đi. Anh mới thì được mà sáu ba hai ba là có đồ cũng được hết. Dạ. Thôi con mua ủng hộ cho bà. Nếu mà trúng thì con sẽ quay lại. Có mượn nhà mẹ. Ừ. Dạ con cảm ơn. Cốc cốc cốc. Xin hãy cho ta hai cái trứng vịt lộn. Hai cái trứng giòn đúng rồi đó. Đây là vịt lộn âm bào nha mọi người. Rồi, ăn thôi. Một món ăn mà khiến người Tây phải khiếp sợ. Cái món này á là Vi chỉ ăn được bên ngoài thôi, còn ở nhà là không ăn được. Ờ, ăn với dưa chua nha mọi người. Ăn với dưa chua. Ngon. Thèm không? Nấu chung với bào cho nên là ấm ngọt. Ờ, món dừa. Năm 10, 15, 20, thắng thì mua được đồ, còn thua thì mất điện thoại, vô trình báo với bảo vệ. Bây giờ hãy cùng chúng tôi đi chợ, 5 nghìn, 10 nghìn. Bây giờ chạy con. Đây là chợ cầu nha mọi người. À, hôm nay Vi sẽ cho mọi người thấy ở đây nó đông đúc như thế nào. Đây là ngày thường thôi nha. Vi không phải đi vào cuối tuần, cũng không phải là ngày lễ. Lúc nào nó cũng đông như vậy hết á. Trong chợ này, họ đi đi đi. Cô nó mới nói là trong có nó khách. À, họ nói giá 150 là bớt 10.000 thôi. Đồ ăn này quá trời đồ ăn luôn. Thì đây là khu vực ẩm thực nè, rất là nhiều món ăn. Nhưng mà lúc nãy Vi ăn no rồi cho nên là bây giờ Vi chỉ quay cho mọi người coi thôi chứ không có ăn thử được. Wow. Một dãy này là toàn là đồ ăn hết. Còn hai bên đồ thôi. Còn phía bên đây là khu vực bán đồ áo quần. Tên thân mặt thì sẽ gọi là đồ bành, còn tên gọi ở nhà là đồ si. Còn tên ở trên trường, trên lớp thì sẽ gọi là đồ second hand. Đó, thấy cái tên nó sang chưa? Thì ở đây cả một dãy dài mấy chục mét luôn là chuyên để dành bán đồ này thôi mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ tới đây là phải cẩn thận, tại vì là rất là đông người.
mình không có biết được ai vô ai hết, cho nên á là điện thoại hay ví tiền đồ mình nhớ bảo quản cẩn thận nha. Tại vì người ta rất là đông, người ta cứ chen chúc với nhau, sát sát với nhau á. Thì vừa lúc nãy là có một con bé kia nó lựa đồ xong á, không biết có mua được cái gì không, nhưng mà mất cái iPhone 12 đó. Cho nên mọi người nhớ cẩn thận. Vì vào đây thì cũng không có mua gì hết, chỉ đi quay vòng vòng thôi. Gặp mấy chị bán đồ ở đây cũng vui nữa. Chị thấy Vi, chị thấy Vi quay video cho nên chị cũng rất là hợp tác luôn. Chị ra quảng cáo luôn. Đụng vô đồ của họ, bể đồ đó, bể đồ không có tiền đầy đó. Thế giờ chưa đứng lại đội bành gắt đó, cái bị rạch mất cái điện thoại luôn. Thế giờ điện thoại mới mua nữa chứ. iPhone mùi hơi. Vô chợ còn là Hòn Hiệu Chi cũng có thấy. Tiếm cuốn điệp à? Thôi về lấy cái túi sách má đây trái. Nè, niềm dễ thương nè. Nè, đó, đánh nè. Trời, ông riêng ông thấy đồ chơi rồi kìa. Thôi thôi, đừng qua nó nghe. Đừng qua nó họ bác đó. Chợ mình cho em qua nữa. Đừng qua nó họ bác đó. Họ bác đó.